thân yêu, cô Nguyễn Hiếu rất vui được gặp lại con trong bài tập ngày hôm nay. Và trong ngày hôm nay, cô Nguyễn Hiếu nhớ rằng chúng ta đã cùng vượt qua đường hầm bí mật rồi và chúng ta đang bước vào một khu vườn. Cô thấy khu vườn này giống như là một khu vườn thần tiên vậy. Có rất nhiều loài hoa thơm, có rất nhiều những loài vật và loài chim muông, muông thú vô cùng đẹp đẽ và thân thiện. Đặc biệt còn có những vườn cây trái cây với những quả vàng và chín mọng rất là đẹp mắt và ngon miệng. Cô Nguyễn Hiếu biết được rằng nếu như ăn nhiều trái cây thì chúng ta sẽ có một cơ thể vô cùng khỏe mạnh. Đó là các bạn trai nên thường ăn trái cây để có một cơ thể khỏe mạnh, cương tráng giống như là các siêu nhân. Còn nếu như các bạn gái mà được ăn nhiều trái cây và rau củ quả thì cô Hiếu thấy rằng là da của các bạn rất là trắng, chân các bạn ý dài và cơ thể của các bạn ý sẽ đẹp, rất là đẹp. Và khuôn mặt của các bạn sẽ rất là xinh giống như những nàng công chúa vậy. Chính vì vậy, chúng ta đang được đứng ở trong khu vườn thần tiên này. Cô Nguyễn Hiếu muốn con sẽ cùng với con, chúng ta sẽ thưởng thức rất nhiều những trái cây tươi và hoa quả ngọt trong khu vườn này con nhé. Đầu tiên, xin mời con hãy mở rộng hai chân ra. Thế, mở rộng hai chân, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tư thế tam giác để chúng ta có được một cơ thể lớn mạnh và chúng ta hấp thụ được thật nhiều trái cây trong khu vườn, đúng không nào? Cô và con cùng bắt đầu. Hít vào một hơi thật sâu, con dang hai tay sang hai bên. Thế, con quay mũi chân bên phải sang bên phải. Thở ra, con nghiêng mình xuống bên phải. Và cánh tay trái con vươn thật cao lên. Rồi, sau đó hít vào, con nâng cơ thể lên. Thêm một lần nữa, thở ra, con lại nghiêng mình sang bên phải, nghiêng sâu xuống bên phải, hướng mắt nhìn lên và hít thở đều cùng cô nào. Hít vào thật sâu, thở ra từ từ. Sau đó hít, con nâng cơ thể lên, thở ra, con hạ xuống, con quay mũi chân sang bên phải. Mũi chân trái thì con quay sang trái. Rồi, từ từ hít vào, con dang hai tay sang ngang. Thở ra, con nghiêng mình sang bên trái, hướng thẳng cánh tay, mắt nhìn lên. Hít vào, con nâng tay và cơ thể lên. Lần nữa, thở ra, con nghiêng mình sang bên trái với thật cao tay để chúng ta có thể hái được trái cây nhiều hơn, đúng không nào? Hãy hít vào một hơi thật sâu và con thở ra từ từ. Sau đó hít, con nâng tay và cơ thể lên, thở ra, con hạ tay xuống thả lỏng. Rồi nhẹ nhàng con thu hai chân lại bằng với vai thôi. Và con còn nhớ tư thế chữ V ngược, hoặc là còn được gọi là tư thế con chó, đúng không nào? Hít vào, vươn hai tay lên thật cao lên. Thở ra, chúng ta đi bộ hai tay về phía trước, trở về tư thế chữ V ngược. Thế, các con hạ gót chân xuống, chúng ta cùng nhón gót chân đi bộ để cho chân của chúng ta thật dẻo dai và chúng ta có thể đi được khắp khu vườn này, đúng không nào? Sau đó hít vào, con bước chân lên, bước chân phải cạnh bàn tay của bên phải, hạ đầu gối xuống, con vươn hai tay lên, uốn cong lưng, mắt nhìn lên. Đây còn gọi là tư thế mặt trăng lưỡi liềm đó con. Hít vào một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Con nhẹ nhàng hạ tay xuống vị trí ban đầu. Con rút chân phải ra sau, trở về chữ V ngược. Tiếp tục hít vào, con bước chân trái lên, hạ đầu gối xuống và con vươn hai tay lên, uốn cong lưng tạo thành mặt trăng lưỡi liềm để nếu như
Có gặp phải lúc trời tối thì chúng ta cũng có thể tỏa sáng được, và chúng ta vẫn thưởng thức được trái cây trong khu vườn thần tiên. Và thở ra, con hạ tay xuống, từ từ rút chân trái ra sau, trở về chữ V ngược. Thêm một lần nữa để cho trăng lưỡi liềm của chúng ta được tròn hơn nha con. Hít vào, con bước chân lên, vươn hai tay, uốn cong lưng của con. Thế, và con giữ ở đây, hít thở đều cùng cô 5 giây. 5, 4, 3, 2 và 1, thở ra. Nhẹ nhàng con hạ tay xuống, rồi con rút chân phải ra sau, trở về tư thế chữ V ngược. Sau đó hít vào, con lại bước chân trái lên, hạ đầu gối phải xuống. Từ từ con vươn hai tay uốn cong lưng, con hít thở đều. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra từ từ. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hạ tay xuống và con rút chân trái ra sau, trở về chữ V ngược. Tiếp tục đi bộ, đi bộ đến những cây trái tiếp theo, còn hít thở đều. Sau đó nhẹ nhàng con nghiêng mình sang bên phải, con ngồi xuống giống cô Nguyễn Hiếu nè. Đó, con duỗi dài hai chân của con ra, tay phải con chống thẳng với cái phần hông của con, duỗi dài hai chân, tay chống ngang hông nè. Thế, đúng rồi, bước chân trái đặt trước đầu gối của bên phải và con hít vào, con nâng hông lên. Đây là máy bay. Máy bay sẽ giúp chúng ta di chuyển trong khu vườn được nhanh hơn. Máy bay của chúng ta đang bay, đang bay, đang bay. Và cô nhìn thấy toàn cảnh khu vườn rất là đẹp. Hít thở đều cùng cô nào. Hít vào và thở ra. Máy bay hạ cánh rồi. Chúng ta cùng đổi bên và bay sang hướng viền phía bên trái. Thì con lại nghiêng mình sang bên trái, nghiêng mình sang bên trái, duỗi thẳng chân. Thế, tay chống phần hông bên phải, con bước chân phải lên đặt trước đầu gối của bên trái. Hít vào, máy bay cất cánh, vươn tay lên, thở ra. Hít vào. Máy bay đang bay rất là cao đúng không con? Cô thấy máy bay của con cất cánh cao quá. Và từ từ thở ra. Con hạ xuống. Rồi máy bay đã hạ cánh rồi. Và đến một khu vườn này, một góc vườn này có những cây trái rất là lạ và ăn rất là ngon, nhưng mà chúng ta không thể ngồi hái được, mà với cái góc vườn này thì chúng ta phải quay vặn người, vặn sẵn người ra thì chúng ta mới có thể hái được trái ngon nhất ở trong vườn. Nào, con hãy từ từ duỗi hai chân giống cô và chân phải bắc qua đầu gối của bên trái, tay chống ngang hông. Thế rồi hít vào, con vươn hai tay lên thật cao lên, thở ra. Con vặn mình sang bên phải và con quay mặt để con nhìn thấy trái cây phía bên phải, và con với thật sâu sang bên phải để con hái thật nhiều trái ngon lành nhá. Hít thở đều. Sau đó hít vào, con vươn hai tay lên, thở ra, hạ tay xuống. Cô và con cùng đổi bên, duỗi chân phải, bắc chân trái qua đầu gối của bên phải, thẳng lưng lên nào. Con đã thấy con ngồi giống cô chưa? Bắt đầu nha, hít vào, con vươn hai tay lên và thở ra, con vặn sang bên trái. Vặn thật sâu sang bên trái để có thể nhìn được thấy những trái cây phía bên trái và hái được thật nhiều trái ngon về. Hít vào thật sâu và thở ra từ từ. Sau đó, con hít vào, con vươn hai tay lên, thở ra, con hạ tay xuống, thả lỏng. Hái nhiều trái cây rồi thì cô Nguyễn Hiếu lại muốn con hãy bày trái cây lên một chiếc bàn thật đẹp, bày thật đẹp
để chúng ta cùng mời bạn bè, cùng mời gia đình chúng ta sẽ thưởng thức những trái ngon mà cô và con cùng khám phá và cùng mang từ khu rừng thần tiên về nhé. Con hãy ngồi mở rộng chân và co chân giống cô nào. Tay chống phía sau mông của con ấy. Thế, và hít vào, con nâng hông lên. Ôi, chiếc bàn của con thật là chắc chắn. Và thở ra, con hạ hông xuống. Thêm một chiếc bàn nữa. Hít vào, con lại nâng hông lên, nâng lên, nâng lên, nâng lên. Thế, và thở ra. Từ từ con hạ hông xuống, hạ xuống, con thở hết ra và con thả lỏng cho hai tay của con. Rất là dễ chịu đúng không nào? Sau đó con gập chân sang bên trái. Gập chân sang bên trái. Và với những trái cây ở phía dưới mặt đất thì chúng ta lại phải trườn mình giống như những chú rắn và chúng ta đã được tập những tư thế con rắn rồi đúng không? Chúng ta phải trườn mình xuống, thấp xuống thì mới có thể hái được những trái thật ngon ở sát mặt đất. Sẽ cho cơ thể của chúng ta rất nhiều năng lượng và sức mạnh thần bí. Con đặt tay lên trên đùi của con, hãy hít vào một hơi thật sâu và thở ra. Con trườn dài tay về phía trước, trườn thật dài về phía trước. Và con hạ bụng xuống, thế, thẳng cánh tay lên, mở to mắt nhìn lên. Từ từ, thở ra, con lại lùi mông ra sau. Lùi mông ra sau rồi, tiếp tục hít vào. Con lại đẩy cơ thể về trước. Cô thấy rằng là con đang biến thân thành chú rắn càng ngày càng đẹp và giống như những chú rắn đầy sức mạnh. Thở ra, đẩy hông ra sau. Những chú rắn hổ mang thì thường có sức mạnh nổi bật là cái cột sống, xương sống của các bạn rất là chắc khỏe. Hít vào. Con đang hấp thụ được sức mạnh của rắn hổ mang, những loài rắn thần đầy sức mạnh. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. 5 giây nữa cùng cô nhé. 5, 4, 3, 2 và 1. Thở ra, con hạ cơ thể xuống, dang hai tay lại, thả má xuống và thư giãn, thả lỏng. Hít vào một hơi thật sâu, bụng phình lên. Thở ra, con xẹp bụng lại. Sau đó, con gập chân lại, sát về phía mông. Tay con nắm lấy cổ chân. Đây là trái cây, nhưng mà chúng ta không với được thì chúng ta phải dùng cung tên để chúng ta bắn. Và đây là tư thế cây cung để giúp chúng ta có thể lấy được những trái ở phía trên cao. Hít vào, con nâng cung lên. Thở ra, con hạ xuống, hạ trán xuống. Tiếp tục lấy một chiếc cung khác. Hít vào, con lại nâng cung lên. Thở ra, từ từ, con hạ xuống. Nhịp cuối cùng, hít vào, con nâng cung lên. Thở ra, con hạ cung xuống, hạ trán xuống và thở hết. Thở hết. Sau đó, duỗi hai chân, con khoanh hai tay lại, thả trán xuống, chạm xuống tay. Nhắm mắt, thả lỏng cơ thể và lắng nghe theo tiếng nói của cô Hiếu. Con hãy hít vào một hơi thật sâu, bụng phình lên. Thở ra thật chậm. Cảm nhận cơ thể con đang thật nhẹ nhàng và bồng bềnh trên chiếc thảm thần kỳ. Cơ thể con đã được chiếc thảm đưa con bay đi một nơi rất xa, rất cao. Và ở nơi đó có nguồn năng lượng tinh khiết. Nguồn năng lượng đó đang bao trùm lấy cơ thể của con, khiến cho cơ thể của con có một sức mạnh vô địch. Con cảm nhận cột sống của con đang thật dẻo dai, linh hoạt và ổn định. Cột sống của con thật khỏe khoắn, cơ thể của con thật khỏe khoắn và trí não của con thật bình an. Và ở nơi đây, con sẽ cảm nhận được tình yêu thương bao la của vũ trụ.
Nguồn sức mạnh yêu thương đấy đang bao trùm cơ thể con, thẩm thấu vào từng tế bào trong cơ thể con, thẩm thấu vào xương con, thẩm thấu vào da thịt con. Và cơ thể con đang tràn đầy sức mạnh của tình yêu thương. Cơ thể của con đang dần dần phát triển thật cân đối, hoàn chỉnh. Xương sống của con thật khỏe khoắn, dẻo dai. Hãy hít vào và thở ra, rồi hãy mang trạng thái này trở về với cuộc sống của con, trở về với gia đình của con, để gia đình của con, bạn bè thầy cô con luôn luôn tự hào vì con là một ông vua sức khỏe, nữ hoàng của sức khỏe. Con đang trở nên thật khỏe khoắn và đẹp biết bao. Từ từ hít vào, thở ra. Con chống hai tay ngang hai bên vai, hít vào. Con nâng cơ thể lên. Sau đó con cuộn từng đốt sống lên và nâng cơ thể lên vị trí. Tư thế gì đây? Tư thế viên kim cương đúng không nào? Vậy là bài tập của chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi. Con cảm nhận thế nào sau khi con vừa trở về từ khu vườn thần tiên? Con cảm thấy thế nào? Hãy nhớ nhờ bố mẹ chia sẻ những cảm nhận của con cho cô để cô được biết. Và cô sẽ rất vui nếu như nhận được những chia sẻ của con. Cô sẽ vui lắm bởi vì cô biết rằng đó là con đang tham gia cùng cô, con đang ủng hộ cô và giúp sức cho cô để vượt qua được khu vườn thần bí đó con nhé. Cô Hiếu chào con và hẹn gặp lại con vào những cuộc khám phá đầy bí hiểm sau. Tạm biệt con thân yêu.